ngồi là lọt vô văn tự đó. Dạ. Nói nghe được quen lý do vậy tao chửi mấy anh sơn giao bán đó. Còn tới hôm nay giao bán nữa tao không nghe liếc nếp là chơi bữa nay nè. Liếc mà tao nghe ổng này đấy, hồi tao chơi ổng liền tao khỏi chồng nói chuyện câu nào luôn. Dạ. Dốc láo như lai như to như ổng còn muốn rủa tao nữa, tao làm sai để cho bà trên xử. Ừ đúng rồi đó, đó đúng rồi bà trên làm sai lại trên bà trên xử á cô hai. Chứ mày ha Hùng ơi. Dạ. Mình làm sai rồi nổi cái nghiệp thôi, khỏi cần ai xử. Dạ. Trời cũng không có xử mình. Dạ. Ông Phật cũng không xử, ông chỉ là dạy thôi. Dạ. Nhưng mình làm sai nè, mình mà làm sai rồi mình nói cái gì cũng được, nhưng mà mình làm sai, mình nghĩ sai, mình nói sai thì tự mình xử mình, không ai xử trơn á. Dạ. Mà tự mình chứng cho mình chứ không có gì nào mà để chứng cho mình hết trơn á. Được không? Dạ. Trời ơi, tao lên clip mấy thằng này mới vừa. Tao tức nè, tao tức mấy thằng đầu chọc bán xì ke, mấy thằng giao bạc. Cái chân quá phát luôn. Tôi quá. Nó quá nhiều đầu chọc quá như kia. Trời ngay, nãy tôi chơi ngay mặt ông nha. Thôi huynh đầu chọc quá xì ke thôi, dẹt, không có nữa. Nói vô đề nha, được hồi lột chân. Tao nói mày nghe. Dạ. Con người mình sống thật á. Dạ. Thì nó không có lồi đầu, không có lồi đuôi. Dạ. Ví dụ mày nói từ đầu tới cuối là vẫn vậy hoài. Dạ. Con nghe mà. Còn một hồi mày giấu hỏi cái đuôi nó lồi dài sọc. Con dạ. Cáo tròn. Cáo tròn. Trời ơi, thầy đã nói rồi, giấu đầu lồi đuôi. Dạ. Con người chừng nào mà sống thật nó mới không lộ cái đuôi. Dạ. Như tao là tao không có lộ cái đuôi nè. Dạ. Tại à, cô sao mày nói gì mà. Mày coi bao nhiêu mà kêu cái thằng quỷ hồi nãy đó. Dạ. Thằng đầu chọc bán xì ke đó mà kêu câu lấy tao coi có lộ cái đuôi nào không. Dạ. Tao nói thật chứ Hùng nghe. Dạ nói đây coi. Tao lấy cái nhân chứng tao tại sao tao phải làm vậy. Dạ. Tao lấy thiệt thọ nè. Nó có không? Mấy người có chưa? Nói mà có chưa? Dạ. Được. Tao lấy cái này thiệt thọ nè. Có thiệt chứ không phải là không. Dạ. Tao đang đau đó, tao uống thuốc nó có thiệt. Dạ. Bây giờ nhân chứng là trong cơ địa tao nè. Dạ. Tao làm đúng làm sai trong thân tao không nè Hùng. Dạ. Không dạ. Có ngoài cái thân đâu, điều tao không có nói đó. Dạ. Cộng đồng mạng biết tao, giờ xã hội này biết tao không. Dạ. Nhiều thằng đó tao chửi mà. Nhiều thằng nó chửi mà nghiệp. Rồi thôi được. Vô đây. Nếu mà mày chữ giống tao đó, tao nuôi mày suốt đời mày khỏi mà. Tao nói cho biết đó, điều kiện thứ nhất. Chữ sùm gì nè. Mày dòm người ta mày chữ cho được nha. Mày dòm sao mày chữ được. Với thứ hai, tao đang đau nè, tao đau nằm lớp bắn tao ra tao chữ là hết bệnh đó. Dạ, cái chữ thì nó mới hết bệnh hả con? Ừ, tao nói nè, tôi chữ là vì thuốc cho tôi đó nè. Dạ. Mấy ông nên nhớ đừng cho tôi chữ. Dạ. Tôi dặn ở trong nhà đừng cho tôi chữ nha, tôi chữ mà tôi quánh luôn đó. Có cậu bé ra chú vàng chữ giống cô quá. Không. Nhưng... cái cô đó ta, cái bà nói là hồi đi sưng. Dạ. Mình nói mình đừng có sưng mình là gì, mình là người phàm. Dạ. Mày sưng cái đó chia chê là mê tính gì đâu. Dạ. Thua. Dạ. Tao nói thật chữ tao nè. Dạ. Tao là chữ là tao không sưng gì hết, tao là người phàm mà. Dạ. Tao nói thật mày nè, mấy đầu chọc này đừng nói, đừng khuyên tao là đời tao gì hết. Dạ. Nhà sư nhà xéo gì trừ ra là tao nói thật mày, trừ ra thật thầy tao mới biết tao thôi. Dạ. Tao nói người nào mà thế gian mà nói ngay chân cái trung tâm của tao, ý cái ý của tao được đó là cái đó thầy tao. Mày đừng có đọc văn vậy chứ. Dạ. Bởi vậy tao nói thật nè, tao nói nè, tao không có lên mạng nói đâu. Tao nói thật, tao chữ đó là để tao trị bệnh là thuốc thôi. Thế gian này là thuốc của tao, tao mới lên mạng chữ gì đó. Dạ. Thôi trời, nó đau em, nó thiệt mày, tao trốn đó. Dạ. Tao biết thế gian này tao trốn hết đó. Trốn vô này trốn nè. Dạ. Nhớ kỹ mày nằm đây mà tao còn không ra đó, mày đã kêu tao trong đó không nè. Mày kêu tao đó. Sao bao giờ tao dưng ra Thái Lan ra nè. Tao nói cuộc đời tao bây giờ đó không làm bạn ai hết. Dạ. Mà không nghe ai hết. Dạ. Kinh giảng này đọc thì đọc, mà đọc phải hiểu hay không. Dạ đúng rồi. Tao đọc văn mà văn bài văn đó của các vị giáo chủ mà sáng tác rồi, tao đọc mà hỏi lên, hỏi tao hiểu cái câu này tao nói gì hay không. Quan trọng điều đó. Dạ. Nếu mình đọc ABC mình hiểu cái ông này ông nói về cái gì, thực tế gì. Nếu mình hiểu được cái này là duyên của mấy ông. Dạ. Rồi ta hỏi mẹ ông nào là bỏ tao được. Dạ. Hiểu được câu văn liền. Thì tao muốn học đạo, tao muốn hành đạo, tao lấy cái đó đó, tao hành. Dạ. Giờ mấy ông nói cái này khổ nè. Dạ. Giờ mấy ông nói cái câu này khổ phải không. Dạ. Ừ.
Rồi tao bỏ câu văn đi, tao không học văn mẹ ai vậy chứ. Coi coi khổ mình là khổ gì thì dẹp cái khổ. Đời tao không làm bạn nha. Đời tao nói thật với mày, tao nói này có thật rằng thằng đầu chọc này nói không biết nó có không, tao xuống tới nhà nó tao kiểm tra đó. Ô má mày nói không được, mày làm nẻo quýnh mày cái bạc rồi đó, hung liền. Cái dạng mày giả dối nói mà không làm. Còn cô nói đây là cô làm hết. Nè, nói là không không lấy tiền cúng. Mày có lập bàn thờ không? Tao lên tao cúng. Hỏi lại, nhà mày có dựng tướng không? Người ta cúng, tao cúng cái bàn thờ chứ ai cúng cho mình. Mình là gì mà ta cúng? Trời đất ơi, mình một sừng một năm mà ai để em cúng cho mình? Nhờ giờ cô lập bàn thờ, có người cúng cúng cái bàn thờ đó thì mình hưởng. Cúng Phật thì tăng ăn. Ai mà cai quản cái nền cái tảng gì đó, tao cúng mình ăn. Mất gì? Bây giờ nó nói cái thằng đầu chọc này nói nó không không có ăn đồ cúng với ông, không ăn tiền cúng. Mày lập cái bàn thờ Phật mẫu đi, rồi mày làm cung viên như người ta đi, tao làm cúng mèo. Rồi mày có bói cô tay đi, rồi tao cúng mày ăn xanh luôn. Mày dám cho tao không? Mày hốt tiền với mày cho tao không? À, mày nói xong mày nói dớt. Thằng đầu chọc đó xì ke. Nói lại đi, tao vượt nó mà chạy hết khu vực tao. Mày mày làm thiệt không? Mày nói mày phải làm thiệt, tao mới sợ mày. Tao ở đây tao nói thiệt nha, tao không có đem ra lời nói tao tốt với ai, tao không làm bạn người nào cúng dầu đá tao ăn, người nào cúng cúng bàn thờ tao ăn, tại vì tao tạo tướng, người ta cúng cái đó chứ tao cúng tao đâu, nếu mà tao không tạo tướng thì lại tao cúng cho bà sao, có ai mà cúng tao không? Rồi giờ cho tao đây là thập phương đi lại chùa này nè, người ta giếng tao cúng gì tao cúng, nhưng mà tao thấy tao nghèo khổ gì đó tao cho đồng cắt mặt tao lấy tao uống thuốc, thiệt luôn, còn ăn đây nè, tao thiệt tao quay nè, tao ăn tao xin bên này, tao xin bên kia, tao xin bên nọ. Ở đây ta cho mình ăn, nó thiệt. Rồi ta làm giàu kệ người ta, ta không tranh đấu với người nào hết. Ta nói thật luôn, đất ta không bán luôn. Người ta nói tay đâu có gan cho ở đó. Ai ở cắt đi có tiền cắt mà đừng dòng họ tiếp được rồi. Mà muốn ở chung ta phải chịu nổi với cái miệng âm thanh tao, tôi chửi ta vậy. Chịu nổi thì mà ở trong nhà chết là cũng chửi luôn nữa. Cho đất cắt nhà mà chửi vô lắm nha. Trời ơi, chửi bởi vì trong này nè. Ai lại nói ở nhà bà Quang Đạo, cho sao ở nhà bỏ chửi quá trời chửi luôn. Vậy đó, gán nha. Lại tao sống như chung cái cục đất tao và sống thật. Làm sao thì thật đi, tao thấy là bay mà nói đường lộng lẽo là chữ đó, chữ đúng luôn. Bây giờ thằng đầu chọc đem lên tao. Mày muốn là cái gì mày lên tao, mày biết được cái ý của tao đó, tao bái phục mày luôn. Còn mày nói ý cộng đồng mày nói chi? Còn đạo biết nhiêu đạo. Rồi chưa, mày làm rồi cái đạo con người chưa mà đòi cái này cái kia như lai như bọng gì? Mình nói người ta ra, người ta mới biết mình là gì, câm ai biết. À lại làm tao lại nhà tao mà ngồi nước thêm tao quýnh đó. Tao có xài Phật tượng. Tao là xài Phật người. Dầu quỷ dầu ma tao. Chứ mà lại mình nín tên gì nè. Bên thanh không nói là tao quýnh chết mẹ luôn. Ông sư lại tao chiến đó kìa. Có lại nữa hả? Trời ơi nhóc chân. Ông sư lại mặc đồ vàng lại ngồi nín tên cái ta hỏi ổng. Ông không trả lời tao. Ủa má nè tụi tử tụi nổi xùm rồi ha. Tôi ở đây tôi không có xài Phật tượng nha. Tôi xài Phật thiệt là Phật nói Phật đàng hoàng. Phật tượng đi vậy nha. Má đừng lại tao ngồi mì lại cái lạm như nghiêm trang gì ngồi nín tên. Trời ơi sư ở đâu vị này kia ở chùa nào nín tên mày. Không trả lời hả? Không. Bắt đầu tôi chửi. Tức mà chữ sao vậy cô hai? Chữ sao? Chữ sao? Tôi là xài Phật thiệt, có miệng, có lỗ tai, có con mắt nha. Phật tượng đi chỗ khác à, quýnh chết mẹ à. Ông ngồi hồi tôi tưởng là cục đá là tôi chém đó, cục đá là có máu không? Buồn, đi là... tới già không dám lại luôn. Tới già ta không dám lại luôn hả? Trong nhà nè mà hỏi không cho lại là chữ liền đó. Không có gặp ai như bây giờ đi quay đi có ai như cô chữ liền. Chữ liền. Không phải là chữ liền, không có nể người nào mà không có tôn trọng người nào mà không có để cái gì cho người đó biết. Đó là nào chọc chữ liền, không có chữ lén. Cô cô nói thiệt với hồn nha, không bao giờ chữ lén người nào đâu. Ví dụ cái tên này nè, ai nói chuyện cô chữ liền. Không có đợi mà nhắn gửi hình hùng đó. Không, cô không có cái đó đâu. Còn vắng bóng thì thôi, cô không chữ mà chữ ngay mặt. Lại đây nè, mấy thằng sư bị hoại vậy, ông đó nó quy y, tôi không quy với ai. Nè mấy nè, ông nói gì nè. Ông quy vậy. Tại vì không có. Ông nói quy. Ông không có được. Dạ. Nè, để nói nè, ông nằm giống nè. Ông nghe tôi chữ chịu chỗ cho ông qua, ông tưởng đầu, ông thắt đốt. Hôm qua nó chửi tôi đi, tôi nói chửi ông đang đố chết mẹ. Đang cái chữ chuyện người khác. Ông vô ông khắp ở bên chùa nè, khắp bên chùa. Thì thôi ông ngồi nghe đi, tôi nói giọng đồ ông nhiều chuyện. Ông đi về bản đây, đuổi ông.
Dạ. Ông là cái dạng ông nhiều chuyện. Dạ. Đúng rồi, chữ trước mặt ông rồi. Cái ngộ qua chữ tôi đi, chữ tôi đi. Chữ ông không có cơm. Ừ. Ông khách đó tôi chút xíu đi để tôi sang đàn chút xíu. Ông quên một cái là chữ ông nè. Chữ ông bỏ ông đi một nước khỏi gia từ luôn. Thấy không? Nằm đây nè. Thấy ông kêu chữ hoài tôi nói rồi. Bây giờ chữ nè nha. Bắt đầu vô nè. Bắt đầu vô đề tới ông nè. Ông nằm giống hè hè mà chị người ta ông ngộ nghe đã ông khoái nha. Được tới ông nè. Bây giờ ô vô ông còn đặc sắc nữa nè. Không bao giờ nó lén cái này tường thật có rồi nha. Nằm đây cái tôi nói gì nè, tôi đưa câu giảng, tôi nói thầy viết một câu giảng này hay thiệt, có thiệt. Có thiệt đó, tôi thấy thế gian này có thiệt rồi, tôi nhận ra rồi. Bây giờ thầy nói trên đời khó kiếm người hiền mà thiệt rồi, không có rồi. Cái ổng mấy ông ngon nha, bắt đầu tới ổng, hiệp ông tới nè. Ông nói tôi người hiền, cái gì? Ông là người hiền hả? Ông còn mê không? Ông còn nhiễm không mà ông cho là ông người hiền? Trai trai trời ơi, ông còn mê gần gần, ông còn dắt người ta đi mê nữa kìa. Cái đường của ông mê mà ông còn dắt người ta mê bậy, ông dắt người ta vô đường mê không? Ông chưa tỉnh nữa mà ông hèn chỗ nào? Tôi hỏi ông hèn chỗ nào, ông chỉ em tôi coi. Cái ông nói tôi, ông quy y với chùa Nhân Linh, ông quy y với ai? Ông quy y với cái chùa Nhân Linh phải không? Hay là ông quy y với ông nào, ông sư nào? Hay là ông quy với cái tượng? Hay là ông quy y với cái bàn thờ? Hay là bàn thờ bằng sắt? Bây giờ bàn thờ tôi bằng sắt, ông quy với y cây sắt. Còn bàn thờ tôi bằng cây thì ông quy y với bàn cây. Rồi ông quy với ai? Ông nói tôi nghe coi. Nè tôi nói cho biết rồi, nói rồi giải thích liền. Con nhỏ trong nhà nó nghe đã nó tai luôn. Trời trời, bà nói rồi bà giải thích. Nè quy y với Phật á, thì phải làm giống Phật, giống y như Phật, giải thoát như Phật nha. Còn á, phải có pháp, tự mình có pháp đặng hoằng pháp chúng sanh. Còn phải tăng á, có tăng thì phải tịnh cho trong sạch tâm não mình, không còn phiền não, là đó là quy với Phật. Được không? Bây giờ ông quy với ông nói nghe coi, bây giờ ông còn đang mê, ông dắt người ta đi bèo bèo mê nè. Ông nói cái đó là ông tỉnh, ông sai rồi. Chủ ông một phát cái ông bỏ ông đi về bển rồi biệt dạng, không còn bà mà bái bai với cô hai cô ba gì chứ. Được không? Quất từ tên sạch sẽ luôn. Lên mạng này nè, chọc người ta đó, nó thiệt. Biết mà, việc mình làm mình phải biết làm để làm gì. Rồi trên trước làm gì? Nếu mà tôi nói sai, tôi nói mà thế gian này sai là tôi mang nghiệp, tôi sẽ trả nghiệp. Bây giờ thế gian này là gì? Sống trong nghiệp quả chứ sống trong gì? Sướng gì? Rồi giờ chết trong gì? Chết trong nghiệp quả không chứ gì? Được chưa? Giờ tôi nói chú thẳng thắn luôn. Bà lên mạng nó quá trời, bà này bà thẳng rồi. Quất banh ta lông hết trơn luôn. Được không? Ai làm thầy tôi thế gian này? Ai là làm thầy tôi? Làm thầy tôi nè. Bây giờ tôi biết tôi là đủ rồi. Rồi trên trước chứng cậy chứ tôi mắc gì? Tôi không cầu không thẳng ai hết. Tôi làm thế giờ nè, tôi làm thì tôi mang nghiệp trong thân tứ tôi. Tôi làm quả, tôi lãnh quả tôi trả, chứ có ông Phật ông thần nào mà trả cho tôi hả? Còn tôi làm đúng thì tôi hưởng hiện tại tôi sung sướng, tôi không đau khổ. Được không? Đợi gì tới Phật chứng mình, không chứng mình Phật nào chứng? Được không? Trời ơi mấy ông nội ơi, niệm Phật cho Phật chứng, niệm Phật tu cho Phật chứng. Trời ơi, Phật nói bay chứng tụi bay đi, bay cho tao chứng là tụi bay ngu lắm đó. Ổng mà tại ổng Phật bây giờ chứ thế này không có nè. Chứ thật tôi chứ thế có mà nói câu đó muốn cho bập. Tôi như thế nào? Các tôi đấu với thế gian này như nào? Tôi nói thiệt đời tôi không chịu làm bạn. Có kiếm được tánh như cô hai con không làm bạn ai hết mà cứ chữ vậy đó. Chữ người đó như thế nào rồi mấy ông về xài người đó đi. Tôi chở người đó rồi mấy ông sống với người đó là người đó tánh tình như thế nào? Kêu án với người đó là tình tánh tình gì? Còn thằng nào ngóng cao ngạo mạn lại? Tao nói chuyện mày á, mày cái hạng mày nói chuyện với ai chứ mày đừng nói chuyện với người ta nữa mà cãi giả đồng hợp. Nó thiệt luôn, tôi chở nó thiệt, tôi chở theo cái thế gian không đó. Đó bây giờ nè, nó lại đây nó gũa tôi nữa nè, chỗ quá trời rồi nó gũa tôi chứ gì bắt đi. Được, tao trả lời thẳng thắn nè. Tao bây giờ tao sống đây tao khổ lắm rồi, tao trông cho mấy ông kia vậy bắt tao đi. Bắt đem đi đây. Chứ nếu mấy ông không bắt tôi đi ăn là nữ quỷ ma nó cũng bắt tôi à. Tôi cam đoan luôn. Sướng không? Tao có phước lắm mấy ông chị vậy mới bắt tao được. Còn tao mà không có phước mấy ông bắt tao về làm gì? Về làm cái gì? Mày kêu đi, mày kêu, mày đặt bàn án, mày kêu ổng coi mấy ông bắt tao về đà không? Mấy ông chị vậy ở đây nè. Trời đất ơi, nó thần quỷ bắt nó làm gì vậy? Nó đâu được. Ông bỏ tao, ông để cho gì không? Quỷ ma bắt tao. Mà là quỷ ma gọi là quỷ ma gì chứ quỷ ma sống lại tôi quánh thấy mẹ quỷ.
tao là quỷ rồi bay là ma, tao nói liền nè, lại tôi là quỷ núi nha, mấy thằng bay là ma nè, ma là thua tao, bay về dưới bị mặn lên nuôi quỷ núi này, giải không, ma đồng bằng mà nuôi mấy quỷ núi này được không? Chơi liền đó, thẳng thắn mấy thằng bay luôn đó, tao là quỷ núi nè, bay là ma với đồng bằng, bay tranh đấu với đồng đằng, bay là ma phải không? Được không? Nó đâu biết gì đâu, nói gì chữ sáng ngang gì đó. Rồi bắt đầu nó chạy, nó nghe vậy nó chạy, chạy đi, tao cảm ơn tụi bay. Tao thằng chi bay đó, trừ ra tao nè, tao sống gì tao là quỷ rồi, mà trừ ra ông Phật mới lại gần tao, ma nó có dám lại gần đâu, tao là quỷ ơi. Lại tao đó bây giờ mới nói nó tụi chữ dụng tụi chắc bán xì ke chơi mẹ tao thôi, có quá mày lớn tuổi kêu anh chị thôi, thấy không? Bây giờ nó có bàn thờ không, ở nhà nó có lập bàn thờ Phật trời gì không mà ta cúng? Có không hả? Thờ cúng bùi ông bà ai cúng cho mình? Trời đất ơi, ta lập ra cái cộng đồng á, lập ra cái tướng để cộng đồng tao mới chiêm ngưỡng, tao mới cúng cho mình ăn. Tối nay ở dưới kìa, cái vụ đá của cộng đồng đó, ai muốn làm mà cúng tiền thì tôi lấy. Cúng đồ ăn thì tôi lấy đồ ăn đó. Tôi hôm qua không có bà, không có phụ, không có mà bạc ơn cái người đó tao cúng, còn thằng này bạc ơn nè. Má mày giỏi quá, tao mà mướn tôi sống là từ đó giờ. Bây giờ mấy thằng nói Phật pháp nè. Bây giờ mấy thằng mà lên mạng nói Phật pháp ngon như tao nè, bây mới ngon đó, thực tế luôn. Bây có đất mà bây cho tao ở tùm lum đó, tao muốn có tiền các nhà bây ở đi rồi bây ngon đi. Hả là bây bán bây giọng, còn tao có thiệt luôn. Ở đây nè, ở xóm này ta sợ tôi có nhiều đó. Trời ơi, ba nghèo mà đất ban bán. Thì đó là có ai tới sắp tứ đại hay không? Dạ. Kìa, tôi chỉ cho chú ở, đùm lum chơi nó tất nhà mày ở đi, bà ở chừng nào mày chán mày đi. Tao có gan cái đó lắm, nói thiệt nghèo có gan, không bán. Còn không phục cô hai gì đêm đó? Không bán cái gì trơn á, không nè, cái đường đi này nè, tranh đấu nè. Bên đây nè, dưới bên kia tranh đấu nhốt đường đi hoài, với rồi cái hỏi mua đường đi đó, đi đường đi vô đó. Mấy cổ mua ngoài 200 triệu, có nhiêu đó, 200 triệu, bà nội nghe mắt. Rồi tới đường đi trong này hỏi mua, thôi hụng nhau đi, chơi thiệt luôn. Không lấy tiền bạc nào chứ, lấy tiền của ai, lấy tiền của bà gia bà tánh đấy. Không chứ bố thí mà lấy tiền bà gia, thất trời quá. Thế tới nay lấy tiền bà gia lợi dụng này kia đem cho người ta, không vô dụng, không lấy cái đó. Không, rồi đó ta vô cúng làm đi. Rồi đó ai làm gì đó làm, cô không màng, bây giờ cô lo chữ thế gian. Cô bây giờ nói thật, đây tới ngày mà cô chết đó, cô chữ thế gian không à. Cô không có tranh đấu đâu trong gì. Ôi danh đất, danh kéo gì tôi mệt quá. Ai mà nói đất cô đó, bực bội lắm. Đó giờ mấy bay muốn ở đâu cũng cho về ở kìa, để cất cái nhà về ở đi mà hợp lệ với nhà nước cứ lên ở, rồi bay sống sao sống đi. Tao giờ tao điên mày, nói cái đó có thiệt, còn ngoài cái đó là không có nói, hồ không nói đâu. Giờ mấy bây người giờ là thiên cơ, tao cũng biết ngày tháng năm giờ mà cũng không nói luôn. Tại tao coi trong sách vở. Mà tao không nói thiên cơ còn què kìa, tủ tàu quá trời chữ. Trời mấy ông sư đó là lý do sư gì? Chuyện người ta, chuyện gì cũng nói chuyện xưa kỳ cục. Đem văn đọc không có miếng pháp nữa. Tu, sư có ngày nè. Tao nói một ngày mấy thằng sư này đi, cà sa nó bay lên đột cây chơi mà coi. Nói có ông bay đột cây thà bằng ông bông đi không sao. Mặc áo vàng, tao hỏi gì mặc áo vàng mà không có trí tuệ. Cái biết màu của đó màu gì không? Đức Phật hồi đó vô gần không có mặc cái giống vậy, da cọp cũng mặc luôn. Rồi khi mà ngài đạt rồi đó mà mấy biểu hiện. Tất nhiên mà ngày tại sao thiếu gì màu mà ngày không may cho mình mặc. Cái đó là cái trí tệ là ánh mặt trời. Tại vì ngày có cái đó rồi, ngày mới ngày mới là dựng cái tướng lên đặng cho mình ham, mình đặng quy y với ngày. Nhưng mà thật ra bây giờ á, cái áo thì trí tệ mà cái đầu mình không có trí tệ mặc để làm gì. Ha, đúng chưa? Trí tệ là gì? Phải nhìn thấy người ta, phải nhìn thấy được mình chứ. Mình là còn tham vọng hay không? Đó là trí tuệ đó, nói đại mẹ trí tuệ giờ như nè. Bây giờ chú có trí tuệ, chú nhìn chú đi. Chứ cái chú nhìn chú còn cái gì, chú tham vọng gì, chú còn ham muốn gì đó, chú nhìn cái đó đi. Rồi bây giờ có trí tuệ rộng rãi thì chú nhìn tôi và tôi ác hay là tôi thiện, tôi giữ gì đó. Thế gian là vậy đó, là cái đó trí tuệ. Còn mặc đồ mà bây giờ này như hai em sư đó ngu không? Ngu không? Thay gì lên YouTube á, mình nói pháp cho ta nghe. Mình lấy kinh văn mình diễn thuyết cho cái nghĩa mình cho ta nghe. Chứ nói gì chuyện này chuyện kia của người ta chi, rồi cho người ta chặt mình, mấy YouTube chặt lại đem con này con kia lại chi cho mình nói sùng vậy. Chị à, cái đó còn xanh gỗ vàng. Như cô gì nè,
lên YouTube thiếu gì cô coi chứ sao coi, nhưng bê lại bê hỏi đó, hỏi Hùng coi nó hỏi vụ này kìa, thôi dẹp đi bê. Trời ơi, tao không biết cái chuyện đó của nhà nước, cái chuyện đó của người ta, tao không biết, bây giờ tao nói là tao nói phân hai. Nhưng bé quen nè, tao chửi nó quá, tao lên YouTube luôn, đừng chửi nó. Bây giờ nó đi đòi nợ người ta, thời gian nó hết chứ gì. Bây giờ nó nói một câu vậy mà nghe được không, nhập mà vô cúng cúng, lưu bót gì đó nghe được không? Lời của nó là nghe không được rồi. Mà bây giờ ai có tôi mà có công đức lại độ nó đi, đặng mai sau nó đỡ khổ. Chứ chửi nó làm gì, nó yêu đương kệ nó, mà cô có chửi nó không? Thôi, nó tụi trẻ nó yêu kệ nó, mà nhà sư cũng muốn vợ cũng chi dòng thế này. Nói mẹ vậy đi, giờ súng chửi nó quá trời chửi. Cô mới can thiệp, gọi là cô lên cô can thiệp, đừng chửi nữa. Cũng như cô là... tiền cho đi. Cũng như là nhà sư mà còn có sự ham muốn nè, cô hai. Không ham muốn, sao bài tùm lum vậy? Dạ. Nè, nói gì chú dòm nha. Chú biết người đó là chú hao coi cái cảnh người ta sống đó. Dạ. Chỉ cho, không lầm. Nha. Dạ. Bây giờ người ta nói tốt xấu không biết. Nhưng mà ta xuất tướng mình lại mình coi, coi cái cảnh vật người ta sống đó, cuộc sống người ta đó, là biết người ta ham muốn gì chưa. Dạ. Đúng chưa? Cái tham đó, nói về cái chữ tham đó, là con người không tham là không có dư. Dạ. Không có cho dư. Từ đủ tới thiếu, đủ phương tiện được rồi, dư phương tiện không có xài, phí. Nhà sư bỏ phí nhất. Dạ. Ăn của mấy ảnh cũng có phí luôn, ăn sang. Nhà sư giờ ăn sang không, không có ăn hàng đâu. Còn cái người mà ta chân chánh, ta ăn hà tiện, ta ăn hàng lắm. Ta kiểu hà tiện, sống với người đó mình mới biết người đó là thật. Chứ cô không có nói ai. Cũng như nói là thật mình, luôn, cô không có làm ai. Cũng như là mình sống, mình để mình ăn để sống, chứ không phải là sống để ăn không cô hai. Phải, cái cơ địa của mình, nói cho nè, muốn biết chữ tu cho gành mạch. Dạ. Thì nhìn lại mình. Dạ. Mình thứ nhất, bây giờ nói bây giờ muốn tu mà cho nó chơn chánh, cho nó bớt khổ. Dạ. Cái tu này là để diệt khổ thôi. Dạ. Chứ có thành cái gì chứ. Dạ. Mình diệt cái căn cái quả cô hai. Thì diệt khổ đi. Bây giờ cái khổ này là gọi là gì, là cái khổ là tất nhiên là nghiệp quả mới khổ. Dạ. Còn mình không có nghiệp quả là tất nhiên đâu còn khổ nữa phải không? Dạ. À, khổ nó thành Phật thành tiên vậy chứ, thời này mà thành vậy. Dạ. Bây giờ nếu mà nói thành Phật đi, Đức Quỳnh Giáo Chủ viết cái câu này đây làm gì vậy? Với câu này Đức Phật nó dốc hả? Vậy là thầy nói câu này thầy nó chơi với dân chúng hay với thế giới này vậy? Dạ. Câu một thôi. Bây giờ cô nói rồi điểm vô câu nè. Thầy nói là Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế. Ủa mình về Tây Phương làm gì? Dạ. Thầy kỳ này về Tây Phương thành Phật để làm gì? Ủa cái câu này thầy nói rõ ràng mà, chứ đâu phải cô đặt chuyện. Dạ. Thầy nói là từ đây sắp lên á, Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế. Dạ. Ủa câu này vậy rồi. Rồi bây giờ mình tu mình đầu về thành Phật. Ủa sao mà Phật còn xuống thế mà mình về Phật Phật nào? Dạ. Được chưa? Dạ. Cô hai cũng hiểu rồi. Rồi bây giờ nói nè, cái câu này nè nên mình phải nghe. Dạ. Và ông nào đi rồi nói cái câu đó rồi giải thích cho cô nghe thực tế. Dạ. Là đó đó. Là đó là người học đạo đó. Bây giờ thầy nói cái này nè, sự đau khổ tới không? Bây giờ bệnh này kia đó là cái bệnh gì? Dạ. Thầy nói cái câu này là 80 mấy năm rồi. Tức là bệnh trời hả cô hai? Không nói bệnh trời. Đây nè, cô đọc cái câu này hiện hữu bây giờ nè. Nhìn thế gian này là bệnh gì? Ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Dạ. Thì tất nhiên là gì? Ngũ hành là cái này bệnh nè. Ngũ hành là năm cái ngũ giới của mình đó. Dạ. Hành bệnh mình nè. Chứ không nói trời, không nói đất gì trơn á. Dạ, dạ. Rồi chư thần là cái vị này nè, người ta đi độ quá cái người tu nè. Dạ. Rồi sống đây mình không biết hả? Nếu mình tu thật á thì mấy ông chư vị độ mình, làm gì có vụ mà chết bào chết bụi. Dạ. Làm gì mà có vụ chết về bệnh bác sĩ không biết. Được chưa? Làm gì mà chết về cái bệnh ngũ hành. Làm gì mà chết về bệnh nghiệp. Đó là mình sống mình không biết mình là gì hả? Bây giờ chư vị độ mình rồi, làm gì chết ba cái vụ đó, làm gì chết ba cái vụ đau thương. Dạ. Làm gì chết đóng, chết đồng, chết chồng, chết gì. Nếu mà chết mà vợ vô cớ chết tai nạn, chết gì đó là chết ngũ hành đó trời. Dạ, là... trời ơi, dòm trước mắt đi cô, nói thiệt cô không có nói gì chơi, bây giờ cô dòm trước mắt hết rồi. Dạ.
chết toàn là chết không có chiến tranh mà chết gì thấy ghê quá trời, đau một chút đau cái toàn là chết gì cái gì không mà nó là chết gì ngu hành. Dạ, cũng như là mấy người mà còn chơi vậy độ là không có chết gì cái đó, không có dạ. đau không có gì chơi á, đó là những người, những người không tu á cô hai, thì đó dòm đi. Dạ. Còn cái người tu người ta là chưa vậy độ hết trơn rồi, ai mà vậy mà ai mà nói xưng ngu gần trời. Như mấy người mà chết chết yểu chết gì thì đồ nào đó là vậy là không tu á, chết gì là không tu hết cô hai. Dạ, tu cô dòm cô ghê quá trời, đó là chết gì ngu hành, là chết vì ngũ hành là gì không? Đó là mình nằm còn trong ngũ quẩn. Dạ. Mình còn trong cái tham sân si mới chết vì cái đó, biết chưa? Thì khỏi cần chỉ trích ai trên về việc trần câu đi. Còn người mà chưa dậy độ ai mà về cái đó. Dạ. Tao thông suốt rồi ai mà gây nghiệp đâu mà chết vì nghiệp quả. Dạ. Chết vì nghiệp quả đó. Không? Tạo nghiệp thì chết vì nghiệp đó chứ không khi nào xê chứ. Dạ. Thì thầy nói mấy câu đó là cô mới ngầm ngắm, cô nghiên cứu. Nó vậy đó chứ có gì đâu. Còn sư á, còn nói chung ra đó, nếu mà người ta tu chân thật, người ta không làm, ta không có tạo cảnh. Có tạo cảnh ai tạo cảnh cho khổ lắm. Tạo cảnh cho khổ ha. Rồi tu á, thì tu đi, tu cho thật đi, tận độ quá chúng sanh. Người ta có nói về mấy ông sư ơi, mấy ông tu Đà Nga Thí Chủ, mấy ông ăn của Đà Nga Thí Chủ mà mấy ông tu đắc đạo rồi độ ai thì mấy ông mắc nợ cái trần gian đó. Còn tôi á, người tu tại gia, người ta tu được thì ta nhờ, ta không thiếu nợ, ta có trả tứ ăn thôi. Ta tu được ta trả tứ ăn, ta tu được ta cài người ta. Nói đi làm gì? Nghe phải không? Yeah. Người ta a tự ta bằng ta ăn không thiếu nợ trần gian nữa, còn mấy ông thiếu nợ trần gian đó. Rồi nói vậy đó mấy ông chửi đó chứ có gì đâu. Nói mấy câu đó mấy ông chửi đó. Rồi đó mấy ông cho tôi là đúng sai kệ, như cái ông nãy ông đồ chọc nãy cho tôi đúng sai kệ nha. Tôi không có mà. Mấy ông ăn của Tập Phương Bá Tánh thì mấy ông lo trả Tập Phương Bá Tánh. Tôi không ăn, tôi không trả, được không? Được không? Tôi tu được thì tôi đỡ khổ, tôi tu không được, khổ cái tôi mấy ông cũng không làm gì cho tôi hết khổ. Đúng chưa? Bây giờ ông có nhà sư đi, nhà sư đi, ông có làm gì tôi hết khổ không mà tôi lo gì vậy? Ông bây giờ ông chửi tôi đi, rồi bây giờ ông thương tôi, ông có cho tôi hết khổ, tâm trí tôi hết khổ chưa mà tôi phải vậy? Được chưa? Được không? Bây giờ cái người ghét mình đó, tôi nói thiệt trên đời nè, tôi nghĩ cái này nè, người ta ghét ta cũng không giết mình được. Làm gì ta giết mình, ta ghét thôi. Rồi ta thương ta cũng không nuôi mình được. Như mình nè, như mình chính bản thân mình đi. Bây giờ tôi thương rồi tôi thu nuôi người đó được không mà tôi thương. Chừng nào mình nuôi người ta được mình mới thương. Còn mình ghét người ta đó mình có giết người ta được không mà ghét. Mình hay này dẹp, không thương không ghét luôn. Dạ, yeah, không thương không ghét luôn. Cho luôn, hết ở đời tôi không thương mà không ghét luôn. Nhưng mà mình giao tiếp với sớm gì mình thôi, không tranh đấu với sớm gì. Người ta mà ăn kệ người ta, ta giàu có rồi mình đi lại xin ta. Còn ta nghèo mình không cho được. Được không? Dạ. Công bằng không? Dạ, nó công bằng chưa? Công bằng, công bằng. Rồi bây giờ nha, mấy bay cho tao là hạng nào? Tao có hình tướng mẹ chứ. Không hình tướng thì đâu có mà không, có hình mà tướng. Mà tao nói vậy đó. Cái nào có tao nói không có thôi. Cái lời của cô hai nói. Bây giờ nói vụ văn tự nè. Dạ. Giờ nói văn tự, bây giờ lấy câu văn giảng rồi tao chỉ cho cái đó. Tao có đọc văn được. Dạ. Văn nhức đầu quá. Bây giờ tao biết thầy nói cái đó mà bay làm được cái đó không? Yeah. Dạ. Bây giờ anh câu này nè, ông nào làm được tôi mới bái phục ông này nè. Dạ. Yeah. Khóa ngũ quẩn dứt lòng tham ái. Yeah. Tội sân si tao phải tạo trừ, lời của thầy. Dạ. Yeah. Bây giờ mấy ông khóa ngũ, mấy ông biết ngũ quẩn nó ở đâu không mà khóa. Dạ. Yeah. Ha. Cội sân si, cội cái cội mà, cái cội là cái nguồn gốc sân si của mình đó. Dạ. Yeah. Ra bây giờ mấy ông sư muốn tôi giải thích tao, bây giờ thằng đầu chọc lên lên tao đọc văn rồi tao giải thích thực tế cho mày. Yeah. Mày phải chỉ ngũ quẩn nằm ở đâu nghe, không được rồi tao tán mày nè cho mày biết. Yeah. Được không? Bây giờ chơi luôn nè. Yeah. Bây giờ ông nào lại ngon xài văn rồi tôi hỏi cái đó là thầy nói cái gì. Yeah. Mà cái đó nó vị trí ở đâu chỉ nha. Chỉ à, không chỉ quýnh đó. Yeah. Không biết mà cũng bày nói nè, phá nổi nó không. Nó nói ngũ ấm, ngũ quẩn nó sanh ra ngũ ấm đó. Ngũ ấm rồi nó là gì? Là ngũ hành đó chứ gì nữa. Dạ. Nó giúp mình hết trơn luôn. Là ngũ hành đó không? Ngũ hành nó về nó mẹ nó ngũ hành nó cai quản thân xác mình chứ ai cai quản. Dạ. Phật nào mà cai quản? Phật không có cai quản thân xác mình. Dạ. Mà Phật cũng không cai quản vũ trụ này luôn nữa, Phật chỉ dạy thôi. Dạ. Mà nói vũ trụ này ai cai quản kêu mẹ nó thượng đế đi. Dạ. Mà ở cái ông trời là gì? Ông trời là gió, là mưa, là mây, là bão, bà tố, là ông trời ơi, dạng dạc trên đời là kêu mẹ nó ông trời đi, cây cũng là ông trời luôn. Dạ. Rồi được không? Đó, vậy đó, thằng nào lại đây mà xưng cái gì lại đây, rồi giải thích cho tao nghe. Mày đọc văn đi rồi tao hỏi câu văn đó nói về cái gì,
cái vật dụng là cái gì nói không nào quýnh. Dạ. Yeah. Vậy đó, cô là vậy đó. Học văn con không hiểu hiểu cùng mẹ gì trơn rồi lấy gì hành. Ha, thầy có dặn rồi. Đọc giảng của thầy nên mà hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo. Dạ. Được không? Dạ. Con hiểu nghĩa lấy gì làm. Dạ. Rồi bây giờ niệm Phật niệm cả ngốc con ngốc với thằng con cóc chứ làm gì. Dạ. Mày vẫn khổ đi niệm Phật mượn thôi. Trời ơi, mấy cái ông nội nó đạo của con quải quá trời chỉ người ta gì ở già ngoài chứ. Dạ. Trời ơi, chỉ già ngoài làm nên thân canh hình gì rút khổ nhóc chứ. Khổ tới rồi còn chưa biết nữa hả? Đi ở giao bán chi mệt chết mẹ ăn tạo nấy. Cô 2 giờ người ta thất nghiệp thì tao đã nói trước rồi. Tao nói yeah. Hôm trước Tết rằng mà tao nói đây sắp lên nghèo mãi mãi luôn. Nghèo mãi mãi luôn, nghèo mãi mãi luôn. Giờ yeah. Đây lên hết cú khổ. Về nghèo rồi công an trong việc đó. Bây giờ nè, bây giờ không bằng thành phố về giường mình mặn gì. Yeah. Ta xịt thuốc cỏ, ta chơi máy không, khoa học chơi chơi rồi. Rồi tay chân đâu làm không khổ á. Thì mừng mướn ai mướn. Hồi đó nghèo đi mừng mướn được, giờ nghèo ai mướn. Yeah. Phải không? Được chưa? Được. Khổ hả? Khổ. Rồi bây YouTube đi chơi bây mừng mướn gì vậy? Dạ. Yeah. Rồi bây YouTube bây sống này bao nhiêu chục triệu. Mới làm YouTube được phải không? Dạ. Yeah. À, rồi bây giờ nói bây giờ bây thất nghiệp rồi bây giờ người ta đi qua YouTube đi không biết người ta thất nghiệp hả? Rồi yeah. Mần lúa ra tới mùa màng cái nó gầy á, cái lỗ. Rồi cây trái gì trồng ra cái tới mùa cái trúng cái nào trúng cái nó gầy á. Trời yeah. Trời đổ đóng. Rồi cái lúc nào nó thất cái lỗ. Thất cái bán cái nó cái giá mà lỗ. Trời ơi thấy đau thương. Nó thấy chưa thấy đau thương không? Dạ yeah. Còn mà ăn mấy ông nuôi thị sản đó. Vừa ta hỏi nè. Như gì đau không? Mà ông nào biết không là giúp cho người ta đi. Nói cha không mấy ông này nói cha không. Rồi cái đang nuôi cá thì sống phay phay vậy. Cái câu bảo tới cái bể đục bể gì đó rồi lỗ. Rồi tôm nó chết thằng lộn gì trời tôi nghe lên mạng hơn. Rồi gửi tiền ngân hàng nó chơi ngược chơi xu gì quá trời lại làng thì khổ. Dạ. Yeah. Thấy không? Dạ. Yeah. Hỏi mấy thằng đó kịch chế lại hỏi mình mong nó nói sao khổ được tao nói được. Dạ. Yeah. Cái khổ là mày hay nè. Cái này. Không. Rồi nó nên tin cái nó bỏ ra ngoài nó nằm không dám ngồi để nói chuyện. Dạ. Yeah. Mới bà nó ví dụ tao nói giờ mày nói ngay cái gì đây. Giờ mày nói cây đó tao có biết không mày nói. Yeah. Cái gì mày nói cho tao là tao biết thì tao mới trả lời cho mày nghe. Yeah. Mày nói gì cả chuyện ông tay tao biết gì đâu tao nói sai rồi sao. Yeah. Rồi không nói. Yeah. Cái ngầu nó này kêu tao nó hỏi mày còn khổ không. Tao hỏi mày câu mày còn khổ không. Yeah. Đúng rồi. Mày biết mày còn khổ thôi mày đừng hỏi nữa. Yeah. Tao nói theo cái của tao ha. Rồi cái nó nói gì rồi tao trả lời câu mày cái nó bỏ đi. Nó trả lời nó câu bỏ đi qua nằm vợ vô để trị bệnh. Dạ. Nó nói lâu lắm. Cái nó nói câu gì tao mới vừa nói cho tao cắt ngang giờ tao quên mất tiêu câu đầu tao nói câu gì. Nó nói cái gì? Khổ. Khổ. Thì nói về khổ. Nói về khổ. Cái khổ cái nó nói à người ta khổ mình không khá khổ sao khổ tao nói rồi được. Mày là con người trái tim bằng sắt cái gì đều không chữ, giác đó không chữ. Không chữ à, giác đó là không chữ để nấu nó chỉ nó liền. Chị bây giờ là... tao nói mày nè. Không khổ sao được, khổ chung á. Mày khổ riêng là người khác không khổ, còn khổ chung nè. Bây giờ tao nói Thổ Nhĩ Kỳ đó, nó sụp đất như vậy phải khổ không? Dạ. Bây giờ sụp đất rồi đào lên, cái người đi đào đó khổ không? Khổ chung không? Dạ. Người ta chết như vậy đó rồi, cái người đi làm đó khổ không? Mày tao kể cho mày nghe nha, thực tướng nè. Rồi bây giờ móc cái xác lên như vậy đó rồi phải khổ chung không? Xã hội phải lo cho hòm gương phải không? Dạ. Hay là thiêu gì đó? Rồi tiền đâu cái người này chết, cái người này chả khổ ha, phải làm giùm không? Yeah. Rồi bây giờ cái đứa mà cái người còn sống không nhà ở nè, không cơm ăn nè, khổ không? Rồi như mày như vậy mày ở đó rồi mày nuôi người này không? Mày cho nhà ở, nhà nước cho nhà này người này ở không? Nhà nước đem mấy đứa bé này vô nuôi nó để nó như gì sao? Khổ không mày? Yeah. Rồi bây giờ Việt Nam mình đi, được. Bây giờ này người ta thất nghiệp đó, người ta khổ, mày có nuôi người ta được không? Mày khổ không? Chắc mày để làm thinh mày không khổ phải không? Được không? Ừ. Rồi bây giờ nè như Việt Nam như bây giờ Trung Quốc nó chết hàng loạt hồi đó nè mày thấy khổ không nè? Mày khổ không nha? Hồi cái cấp mày Việt Nam cái năm đó mà bệnh dịch nó nhốt mình ở trong nhà tù đó. Mày có bị nhốt không? Nó là có Rồi tao cũng bị nhốt vậy rồi mày khổ không mày? Hả? Cái người kia ta chết mà mình phải khổ không? Nói vậy cái đầu đứng bỏ đi. Hết chân. Hết trơn hết chỗ cái bỏ đi ra ngoài nằm đâu dám ngồi. Dạ. Đâu dám ngồi đây. Tao không chữ mày mà tao chỉ.
Yeah. Người nào muốn về tao chỉ, xã hội tao chỉ cho xã hội. Yeah. Vậy đó tao chơi cái chiêu này bởi lại đây rất lạch bạc hết chưa. Quá phát bệnh chữa theo bệnh. Đủ cái chiêu mà, lợi già ai đón tao được. Yeah. Tao nói chơi tao giúp người tao không bao giờ kể công. Yeah. Không, không kể công đâu. Tao làm giàu thì tao biết tao làm giàu rồi. Cái người này hết bệnh tao biết, tao không có giới thiệu tao là gì hết. Tao không giới thiệu chị bệnh mà tao không giới thiệu tao là một gì. Nè, những cái tà khí lại chữ chữ hồi mất tiêu. Mà biết tao làm đó không? Còn này lên bộ hông nè. Dạ. Ha, tao thấy rồi ha, dòng tà khí thôi. Dạ. Chỉ gì cái vậy vậy gần hồi mất tiêu cái nó vượt ra đó. Bà cô ở đâu tao nói chi vậy? Sao con vậy cái con tỉnh nè, chỉ vậy cái tỉnh nè. Ồ, đó là cô chỉ bằng phép hay gì cô? Dạ, cái con tay chỉ vậy chỉ. Vậy hả? Dạ. Là cái chỉ, cái là công lực hay là qua cái gì? Cũng đúng. Như chỉ điển vậy đó. Chỉ điển mày, mày nữa, mấy tay nữa. Cứu mấy tay luôn, làm việc của tao này ha. Dạ, dạ, đồ môi vậy đó. Tao làm đồ hông bây giờ, dám mình dám nói sao? Dạ. Cô chở người ta quản lý để cho người ta ha. Tao nói thiệt ha, tao thấy nó rồi ha. Dạ. Tao khiều về, tao đứng tục khiều thôi. Chỉ gì cái nó mất tiếng chứ mà. Dạ. Nó buộc theo. Hỏi cô đâu nha. Dắt nó tỉnh lại. Dạ. Tỉnh lại. Cô ở đâu ạ? Nó gượt theo tao hỏi chi dạ. Cho cô biết nhà tao cho chỉ gì cái con tỉnh rồi. Dạ. Vậy là giá đó là cái phần nó theo quá cô hai. Không nói gì hết. Ừ. Chỉ gì.